băng tan, nước dâng cao, đang nhấn chìm và làm biến mất sự sống trên nhiều hòn đảo và các vùng đất thấp. Con người bị ngộ độc vì khí độc phát tán cả bầu khí quyển. Các loài virus cổ đại tồn tại hàng tỷ năm dưới lớp băng vĩnh cửu bỗng thức giấc. Bão ngày càng nhiều, với sức gió vô cùng mạnh. Lũ lụt lớn, xảy ra thường xuyên khắp mọi nơi. Động đất và sóng thần, với sức tàn phá ngoài sức tưởng tượng. Cháy rừng, ngày càng nghiêm trọng. Hạn hán kéo dài, gây ra tình trạng thiếu nước vào mùa khô. Thiếu lương thực, diễn ra ở khắp nơi. Đấy là các hậu quả đáng báo động đã và đang xảy ra khắp nơi trên hành tinh này, mà nguyên nhân là do trái đất ấm lên, biến đổi khí hậu toàn cầu. Liệu bạn có ý thức về chúng? Rất tiếc, hầu hết con người không nhận thức sâu sắc về các thảm họa này cho đến khi mình trở thành nạn nhân. Bạn vẫn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ là nạn nhân của các thảm họa. Rất tiếc, điều đó đã và đang xảy ra ở khắp nơi cho đến khi tới lượt bạn, nó chỉ là vấn đề thời gian. Liệu bạn có ít nhiều góp phần gây ra hậu quả trên? Rất tiếc, hầu hết chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta vô tội, nên tiếp tục sống thờ ơ cho đến khi đối diện với các thảm kịch và có ai đó phân tích cho chúng ta biết. Trái đất đã tồn tại hàng triệu triệu năm, trải qua các nền văn minh khác nhau. Theo quy luật có sinh ắt có tử, lịch sử đã xảy ra các ngày tận thế trên trái đất tại các nền văn minh xa xưa như Atlantis, Ai Cập và nhiều nền văn minh khác. Nếu chúng ta không thức tỉnh và thay đổi để sống trách nhiệm hơn, tử tế hơn, yêu thương hơn, thì ngày chúng ta đối diện với các thảm cảnh đó không còn xa. Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu toàn cầu, cụ thể là nhiệt độ trái đất ngày càng tăng, đã gây ra các vấn nạn toàn cầu đáng báo động như trên. Chúng ta cùng đi vào chi tiết để thấu hiểu hơn thực trạng của chúng ta hiện nay. 1. Băng tan, nhấn chìm nhiều vùng đất. Vì nhiệt độ trái đất nóng lên, đã làm cho lượng băng khổng lồ ở Bắc Cực và Nam Cực tan chảy với tốc độ nhanh hơn chúng ta tưởng. Dòng nước này chảy vào đại dương và làm mực nước biển ngày càng dâng cao, xâm lấn vào thềm lục địa, làm diện tích sinh sống trên đất liền ngày càng thu hẹp, nhấn chìm nhiều hòn đảo. Hàng loạt các cuộc di dân tị nạn tới vùng đất khác sinh sống ngày càng tăng. Nhìn từ không trung xuống, bạn mới thấy được toàn cảnh trái đất, với hơn 70% diện tích trên địa cầu này là nước bao phủ khắp nơi, mới thấy sự sống trên hành tinh này rất mong manh. Việc nước biển dâng cao ắt sẽ dễ dàng dần xóa sổ sự sống trên các hòn đảo hay những nơi giáp biển. Một cuộc khảo sát mới của các nhà khoa học Mỹ, Chile, Canada, Na Uy và Hà Lan cho biết tình trạng tan băng tại Bắc Cực khiến cứ mỗi giây lại có tới 14.000 tấn nước tại đây đổ ra các đại dương. Băng tan làm nhiệt mặt trời không phản xạ lại mà đi thẳng xuống đại dương, làm cho nhiệt độ trái đất càng thêm tăng. Vậy là chúng ta rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nhiệt độ tăng làm băng tan, băng tan làm nhiệt độ tăng thêm. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, nếu toàn bộ khối băng Nam Cực tan chảy, mực nước biển sẽ dâng cao lên 70 mét. Điều này có nghĩa mọi sự sống trên đất liền dường như phải kết thúc. 2. Băng vĩnh cửu tan, phát tán các khí độc và tất cả chúng ta sẽ bị nhiễm độc. Dưới lớp băng vĩnh cửu chứa rất nhiều khí độc, hydrosulfur, metan hydrat và nhiều khí độc khác. Hâm nóng toàn cầu chỉ cần tăng 2 độ C, có thể làm hàng tỷ tấn khí metan và nhiều khí độc khác phát ra do băng tan, thì tất cả sự sống trên trái đất này sẽ chấm dứt. 3. Băng tan làm hồi sinh các loại virus nguy hiểm. Băng tan, những tàn dư bị chôn vùi cũng dần lộ diện. Ở Everest, đó là những thi thể người xấu số. Nhưng ở nhiều nơi khác trên thế giới mọi chuyện có phần nghiêm trọng hơn vì thứ lộ ra còn là những căn bệnh có từ thời cổ đại. Theo một nghiên cứu được đăng trên kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ năm 2015, một con virus có niên đại từ 30.000 năm trước đã được tìm thấy tại lớp băng vĩnh cửu vùng Bắc Cực. Từ đây, các nhà khoa học tỏ ra lo ngại rằng liệu nhiệt độ tăng lên có khiến những mầm bệnh đầy chết chóc thời cổ xưa hồi sinh. 4. Nhiệt độ trái đất tăng làm cho mùa hè hạn hán kéo dài, khan hiếm nước sạch ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng sa mạc hóa, đất đai khô cằn, thiếu nước không thể trồng trọt, mất mùa,
ảnh hưởng tới an ninh lương thực. Nạn đói ngày càng diễn ra khắp nơi trên toàn cầu, đặc biệt các nước châu Phi. 5. Nhiệt độ trái đất tăng, làm cho bão lũ lớn xuất hiện ngày càng nhiều. Thời gian gần đây chúng ta liên tục gánh chịu những mất mát lớn cả người lẫn của, do bão lũ lớn xuất hiện liên tục. Vì nhiệt độ trái đất ngày càng tăng, làm lượng hơi nước bốc hơi càng nhiều, tạo ra các đám mây khổng lồ. Cùng với đó, nhiệt độ trái đất tăng làm vận tốc quay của trái đất tăng hơn. Điều này góp phần liên tục tạo ra các cơn bão với cường độ mạnh, kéo theo lượng mưa khổng lồ từ các đám mây lớn đổ xuống. Chúng càng quét tất cả mọi thứ trên đường đi và gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng. 6. Cháy rừng ngày càng nghiêm trọng. Gần đây tình trạng cháy rừng diễn ra trên quy mô rộng và vô cùng nghiêm trọng như cháy rừng dữ dội ở nhiều nơi tại Úc. Các vụ cháy rừng ở bờ Tây nước Mỹ đến nay đã thiêu rụi một diện tích hơn 12.100 km2 tại California từ giữa tháng 8 năm 2020 và gần 6.500 km2 ở hai bang Oregon và Washington từ ngày 17 tháng 9, với hàng ngàn ngôi nhà bị tàn phá. Chưa dừng lại ở đó, cháy rừng xảy ra nhiều nơi trên thế giới đã làm thiệt hại nặng nề tới nền kinh tế và cuộc sống của người dân, mất nhà, mất tài sản. Mà nguyên nhân phần lớn của việc cháy rừng là do nhiệt độ trái đất tăng lên. Các luồng khí nóng đã làm phát sinh hỏa ở các khu rừng thiếu mưa một thời gian dài. 7. Động đất và sóng thần. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, động đất có liên quan tới hâm nóng toàn cầu. Bởi vì, khi băng đá ở hai địa cực và dưới thềm Greenland tan chảy, áp lực sẽ dồn lên lớp vỏ trái đất, kích hoạt sự chuyển dịch và gây ra động đất. Động đất mạnh sẽ gây ra sóng thần với sức tàn phá vô cùng nguy hiểm. Ngày 26 tháng 12 năm 2004, tại châu Á đã xảy ra trận động đất tồi tệ nhất thế kỷ dẫn đến sóng thần, tàn phá Indonesia và các nước châu Á khác. Hậu quả của đợt sóng thần này là hơn 230.000 người chết. Thảm họa động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011 ở Nhật Bản đã xóa sổ nhiều thị trấn, gây sự cố rò rỉ hạt nhân và khiến hàng nghìn người dân rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Và còn rất nhiều nơi khác đã từng hứng chịu bị kịch thảm khốc tương tự này. Nguyên nhân chủ yếu làm nhiệt độ trái đất tăng lên. Tất cả các thiên tai, các vấn nạn toàn cầu kể trên hầu như do nhiệt độ trái đất tăng lên, do ảnh hưởng của khí thải nhà kính vào bầu khí quyển ngày càng nhiều, đặc biệt là khí metan từ chất thải của động vật chăn nuôi. Ước tính của Viện Quan sát Thế giới, chăn nuôi thải ra ít nhất 51% khí thải nhà kính, hơn tất cả khí thải từ các phương tiện giao thông và khí thải các ngành công nghiệp gộp lại. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp chăn nuôi phát triển quá nhanh, ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng, hàng loạt các trang trại chăn nuôi gia súc mọc lên tỷ lệ thuận với nạn phá rừng với quy mô lớn để làm trang trại chăn thả gia súc và trang trại trồng ngũ cốc chỉ để nuôi gia súc. Ở nhiều nơi trên thế giới, như Brazil, kể từ 1970, 90% diện tích rừng đã bị chặt phá để làm trang trại chăn thả gia súc và để trồng ngũ cốc làm thức ăn cho gia súc. Rừng có rất nhiều tác dụng, trong đó có tác dụng ổn định nhiệt độ trái đất. Việc tàn phá cây rừng góp phần làm tăng nhiệt trái đất hấp thu từ mặt trời, càng khiến cho trái đất thêm ấm lên. Trái đất đang lâm nguy, thời gian chúng ta để từ từ khắc phục không còn nhiều. Để giảm nhiệt trái đất, cần giảm hơn 51% khí thải metan từ ngành công nghiệp chăn nuôi gia súc, có nghĩa là giảm, thậm chí cần thiết phải chấm dứt ngay ngành công nghiệp chăn nuôi. Hay nói cách khác, mỗi cá nhân cần góp phần vào sự ổn định nhiệt độ trái đất thông qua việc làm dễ dàng và nhanh chóng là chấm dứt tiêu thụ thịt, vì có nhu cầu ăn thịt tất phải có cung. Mỗi cá nhân chúng ta phải thay đổi càng sớm càng tốt lối dinh dưỡng sai lầm ăn thịt động vật đã tồn tại hàng ngàn năm nay. Sự đóng góp nhỏ bé này của mỗi cá nhân sẽ lan tỏa và có tác dụng to lớn tới sự tồn vong của địa cầu này, như một hiệu ứng cánh bướm, hiệu ứng domino. Một sự thay đổi nhỏ sẽ dẫn tới một sự chuyển dịch lớn trên toàn cầu, góp phần dần giảm nhiệt trái đất, hạn chế bớt các thiên tai dịch bệnh xảy ra, cũng là để cho các nhà khoa học có thêm thời gian nghiên cứu các giải pháp giảm các khí thải nhà kính khác đến từ các ngành công nghiệp khác. Xin nhắc lại, nguyên nhân sâu xa của các thiên tai dịch bệnh là có sự góp phần ăn thịt của mỗi chúng ta. Mỗi cá nhân đừng thờ ơ với vấn đề biến đổi khí hậu. Đừng đợi chờ cho đến khi mình lâm vào hoàn cảnh bất lực do thiên tai dịch bệnh gây ra thì mới thức tỉnh, thì đã quá muộn. Hãy thấu hiểu và thức tỉnh, ngay lập tức hành động chuyển qua lối dinh dưỡng của thời đại mới, dinh dưỡng thuần chay hữu cơ lành mạnh,
vì một trái đất xanh, sạch, đẹp và an bình.